Xin chào các bạn. Hôm nay mình thấy nhân viên của mình đóng hàng cho khách theo đơn ấy, có xếp ra một lô cây nho thân gỗ tứ quý mà mình không nghĩ là nó ra hoa nhanh đến vậy. Hôm về thì đa phần các cây là chưa có hoa có quả. Hôm nay các bạn ấy xếp ra các cây cũng đã có hoa và có quả rồi, và mình theo dõi ra vườn mình kiểm tra, vì cây thì các bạn ấy xếp ra mình lại thấy là cây này sắp to thế, cao đến cả 1,3 m rồi, 1,5 m rồi. Không biết là bán giá vậy có đúng giá không. Mình mới ra kiểm tra thì thấy là đúng cây rồi, đúng kích thước chậu rồi. Mình cũng có làm video rồi, chậu này nặng khoảng 10 cân này. Thế mình phát hiện ra là cái cây này của mình nó ra hoa nhiều quá. Cái cây này đường kính gốc chắc được khoảng 2-3 cm thôi. Đây này, đó, cái gốc này nó rất là to từ đây sang đây không. Đấy, hoa mọc từ gốc, mọc lên. Đây cũng là những điểm hoa này các bạn. Đây, quả non này. Quả non này, hoa này. Hoa này còn trên này mình thấy nó nổi bật lên cái quả rất to. Quả rất to, bên này nữa. Nên là mình quay video để quay với mọi người. Cây này bên nhà vườn Đạt Nhung đang bán ở tại vườn là 950.000 đồng một cây. Nó khách hàng thì khỏi cần phải hỏi giá bao nhiêu nữa, bởi vì chịu khó xem hết video nhá. Cái cây này là mình thấy nó hoa quả sung xuê này. Còn các cây bên trong này là nó đang báo hoa. Báo hoa đồng đều nhau về kích thước hết. Đường kính gốc cũng đạt như nhau hết ạ. Đồng đều hết về cái đường kính chậu, chậu cây và cây. Tuy nhiên có cây thì nhiều hoa, có cây thì đang chớm hoa. Và có cây thì đang có quả như thế này luôn. Ở cùng ở lứa tuổi này thì không hôm nay thì ngày mai, ngày kia nó cũng ra hoa hết thôi. Đấy, trên thân nó có những cái điểm chấm chấm xù xù lên ấy, là đang chuẩn bị ra hoa và phun hoa ra rồi. Nên các bạn yên tâm là mua về là ra hoa ra quả ngay. Cây này thì giá thành của nó rất hợp lý, rất rẻ so với cái kích thước của cây. Cây này cao từ khoảng 1,3 m đến 1,5 m đấy các bạn ạ. Có, mình thì trước mình cứ hay bảo khách là từng hơn 1 m, nhưng thực ra hôm nay xuất lên mình mới thấy là đem ra cho khách thấy to quá. Đây nhá, đây là nho thân gỗ tứ quý lá lớn. Lá nó rất là lớn, chứ không phải là loại lá nhỏ. Lá nhỏ rất lâu có quả, phải 5-6 năm mới có quả được. Mà nó chỉ có quả một mùa chứ không thể ra quả quanh năm như thế này được. Nho thân gỗ tứ quý thì ngọt lịm luôn. Nói chung là nho nào ăn cũng ngọt lịm, nhưng mà nho tứ quý này thì nhanh có quả hơn và trồng là hiệu quả kinh tế cao hơn. Nhà vườn mình có rất là nhiều chủng loại cây. Đây mình quay cây to, nhưng sau mình lại quay sang đây có cả cỡ to hơn nữa này các bạn này. To hơn và to hơn nữa. Bây giờ mình quay cây nhỏ cho các bạn xem nhé. Đó, đây lá y là cây mẹ, lá y như là cây lớn. Như đây là cây giống á. Cây giống này cao trung bình tầm khoảng khoảng 30 cm. Đây ạ, một gang tay này. Lên đây nữa. Thì mình cứ cam kết là từ 30 cm trở lên. Cây đẹp, đồng đều nhau. Bên trung tâm mình đủ chủng loại cây giống. Nhìn lá thì 1-2 lá các bạn có thể còn băn khoăn, nhưng mà khi nhìn tổng thể cây thì chúng ta sẽ thấy là các lá nó sẽ tương tự nhau về kích thước, không có lá nào nhỏ hơn quá, trừ những lá già yếu hoặc là lá ra khi cây nó còn bé, cây nó còn non, nó mới sơ khai về lá thì lá nó sẽ rất nhỏ. Như đây này, những cái lá mới ra nó to như thế này cơ mà. Thế mới gọi là nho thân gỗ tứ quý lá lớn. Thì khi các bạn mua hàng ấy, qua xem cái video này các bạn cũng sẽ biết là thế nào là nho thân gỗ tứ quý lá lớn, thế nào là nho thân gỗ tứ quý lá nhỏ. Để khi nhận được hàng, mọi người kiểm tra hàng, kể cả mua bên mình hay mua bên khác, các bạn cũng biết là đây đúng giống hay sai giống để mà nhận hàng. Vì bây giờ mình thấy các cái dịch vụ quảng cáo rất là nhiều, mà toàn lấy cây gì ở đâu ấy gửi, nhiều khi còn chẳng được cây nho ấy. Thế mà người ta cứ thế là nhận, trong khi chẳng đúng giống cũng phải nhận ấy. Thật là rất là tội nghiệp. Nó cây nó như thế đấy các bạn ạ. Mình nghĩ là những cái video của bên mình này có thể bán được nhiều hàng hoặc ít hàng, nhưng cũng đóng góp cho cộng đồng những cái thông tin hữu ích. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, và xin mọi người mỗi người một cái nút chia sẻ để nhiều người biết đến trung tâm mình hơn nhé. Địa chỉ tại khu nhân giống 31 ha, phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Ngoài nho thì mình còn có cả việt quất và các chủng loại cây trồng khác. Như ở video này mình cũng xin phép được giới thiệu về nho, nên là mình cũng không muốn làm video quá dài ấy. Mình xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha.